Xin chào mọi người. Hiện tại mình đang ở không gian lễ hội được diễn ra tại thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn. Lễ hội này dân bản địa vẫn còn hay gọi là lễ hội 26 tháng 3 mọi người nhá. Và bây giờ mình đang tiến sâu vào trong lễ hội. Mình sẽ đưa mọi người vào cùng nhau khám phá và trải nghiệm xem hội ở đây có đặc sắc và thú vị gì không mọi người nhá. Sang bên này mình thấy các cô chú người Nùng đang giao lưu qua những làn điệu hát xi này mọi người. Thì hội nào cũng vậy, không thể thiếu được những làn điệu hát xi của các cô chú người Nùng ở Lạng Sơn và Bắc Giang. Làm gì đấy cô, làm gì phải tránh mặt đấy cô. Đây là các cô đang bán những bộ trang phục truyền thống của mình này. Những bộ quần áo này đắt không cô? Bộ quần áo này đắt không? Đắt chứ. Bao nhiêu tiền một bộ? 5.500. 500 một bộ hả? Một bộ hay là 500 một cái áo. Thế thì cũng đắt đấy nhờ. Con trai là 500, con gái là 400. À, con trai thì mặc màu gì? Mình chạm vào chất vải này xem như thế nào chứ. À, chất vải này thì mặc mát đấy. Mát. À. Thế nhưng mà cháu không hiểu là tại sao là mùa đông thì các cô lại mặc áo màu đen, mùa hè thì mặc áo màu xanh. Cái này là nó ấm hơn đúng không? À. Thì mùa hè, mùa hè là mình chuyển sang cái áo màu này nó không phai, vừa là mát. Vâng. À, nào, cháu cứ thấy là mùa đông thì mặc áo tràm đen, mùa hè là chuyển sang áo này. Bà, các bà ở đâu về bà? Ở Lộc Bình thôi phải không? À, biết biết cháu được vào đấy đi chợ tỉnh Thống Nhất rồi, 19 tháng 4 đúng không? Thế năm nay còn có không? Có cháu lại vào. Thế à? À, thế thế cháu lại vào. Vâng. Hội đấy hội cuối cùng rồi nhờ. Còn hội Mẫu Sơn nữa. Thằng đấy là hàng xuất tinh. À. À. Vâng. Năm nay cháu phải vào mới được. Cháu vào chưa? À. Thế năm nay cháu phải vào mới được. Rồi rồi rồi. Và cây chỗ mà bán nhiều thịt lợn quay ấy, ở ngã ba vào bên trái ấy. À, 19 tháng 4 phải không? Ừ, 19 tháng 4. Vâng. Đông lắm chú ạ. Vâng. Được rồi. Chú chưa được vào bao giờ ạ? Chưa. Nhà cô đây gần đường mà. Đi là vào nhà cô. Thế hôm nay có các cô nào ở Bắc Giang lên không? Thằng người Bắc Giang lên đây. À, Bắc Giang lên bán quần áo này phải không? Bắc Giang là các cô ở Lục Ngạn à? Lục Ngạn. Các cô Lục Ngạn là lên xe nào? À, xe ô tô của nhà tối mới lại đi xe ô tô nhà về. Vâng. Chúc các cô đắt hàng nhá. Cháu chào các bà. Cũng các cô cũng bán rất nhiều quần áo mùa hè. Bán được nhiều chưa cô ơi? Bán được nhiều rồi phải không? À, sang bên này là các bà lại bán thuốc thuốc nam, dược liệu. Hai bà ở đâu ấy bà? Bà ở Bắc Sơn á? Bắc Sơn. Bắc Sơn á? À, Bắc Sơn nhiều nhiều người bán thuốc nhỉ? À. Đây đây, cháu đoán là thuốc này thuốc đau răng phải không? Không phải à?
Đau khớp, đau vai. Đau khớp, đau vai, đau đầu của em lên chân tay. À. Cái này là xoa bóp. Vâng. Chúc các bà đắt hàng nha. Ở đây là khu vực các bà con người Nùng, người Phàn Sình đi hội là hay tụ tập ở đây mọi người nhé. Tụ tập để giao lưu, hát xi, hát lượn, rồi là bán hàng, bán quần áo, bán thuốc. Nói chung là ở trong này hết. Đây hôm nay mình nhìn là có vẻ là cũng không được đông cho lắm như mấy cái hội ở trong tháng riêng. Tại vì là mùa này cũng là mùa làm rồi, mùa nhiều bà con là bận công việc đồng áng cho nên là cũng không đi hội được. Cũng dễ hiểu thôi. Chị này đã xinh rồi, mặc áo này vào lại càng thêm xinh nữa. Ôi nhưng mà hình như là áo này áo con trai cơ mà, phải không? Áo này áo con trai phải không? Đâu, con trai cái nào? Cái này hả? À. À thế à? Đây là con gái đây này thôi. À. À. Lấy một cái anh người tài. Tài không mặc được. Người tài thôi. À, áo tài á? Đấy là áo tài á? À. Nhưng mà anh không mặc quen, ngại lắm. Giờ sẽ đưa mọi người đi sang đây một vòng nha mọi người nhá. Cái này cho gì đây các thanh niên ơi? Cho đây cho Văn Nghệ anh. Cho đây cho gì đây? Vật tay hả? Thế thắng thua là như thế nào? Có giải thưởng gì không? Giao lưu chơi đây phải không? À, thử nhất nào. Lại có thêm trò vật tay nữa mọi người. Ấy. Có vẻ thanh niên là khỏe hơn rồi. Nhìn to xác cái này cơ mà. Đây là 70 cân, còn đây là 55 cân. 70-55 cân. Nào, mạnh lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Áo đen go. Áo đen cố lên. Nào. 55 cân cố lên. Đấy, mình đoán là 70 cân là thắng rồi. Mấy thanh niên ở đâu ấy? Ở đây à? À đây thôi. À hay nhờ, đây lại thấy môn này nữa. Sau bên này là mình thấy các cô chú cũng đang giao lưu. Hiện tại là mình đang đứng ở trung tâm ngã ba Lộc Bình mọi người. Và đây cũng là quốc lộ 4B. Mình thấy cũng khá là đông người đi hội mọi người ạ.
Hiện tại bây giờ là 14:25. Thì hội đây thường thường là cũng đông về buổi chiều. Đây ồn ào quá, xe nó đi lại nhiều quá mọi người. Chào em nhá. Đây lợn quay đây, đặc sản Lạng Sơn đây. Các lễ hội không thể thiếu được mọi người. Nhìn rất là ngon. Đây mọi người, nhìn là rất là ngon đây mọi người nhá. Đấy. Lợn quay này đắt không à ông chủ ơi? Rất là ngon mọi người ạ. À, hội Bắc Sa Đình Lập này có vào không đấy? Bắc Sa vào chứ. À. Cái kia. Cái kia, 29. 29. Vâng, cái kia đi. Thơm nước mũi luôn mọi người. Ở khu vực này rất ồn ào, rất là nhiều nhạc. Mình sợ là dính bản quyền nhạc cho nên là lại không đăng được. Đây có trò gì đây không biết à. Đây là phòng trà lưu động nhá mọi người nhá. Đây, ai uống nước thì cứ vào ngồi uống. Uống xong là thích đăng ký bài hát nào thì lên hát. Được phép thể hiện hết mình luôn. Đây. Đây, có ca sĩ đang thể hiện trên sân khấu kia mọi người. Theo cá nhân mình được biết đấy thì là vẫn còn rất chi là nhiều hội mọi người ạ. Hội hôm nay là hội ngày 26 tháng 3, còn ngày mai 27 tháng 3 là hội ở Văn Quan, còn một hội ở cây số 16 nữa, tức là ở bên Chi Lăng nữa. Nói chung là tỉnh Lạng Sơn này đến hết hội thì phải đến tháng 8 mới hết hội mọi người. Thì ai cũng biết rồi, ở Lạng Sơn là cái nôi của lễ hội rồi mọi người. Ấy ồ, văn này hội.
Mình để ý xem có nhóm nhảy nào không anh ơi. Trà đào, trà quất, thô la, các loại. Em không quế, em có anh Hàn Quốc. Đồ ăn. Ở đây mọi người là vẫn đang ngồi uống nước. Cơ bản là nắng quá, không ra đường được. Wow, cái này là đây có cả dịch vụ karaoke đường phố đây mọi người đấy. Đây là các anh em người Nùng đây. Người Nùng anh người Tây đấy. Tây. Tây à? Quay vào đây người thì nhiều xe. Xuống chợ ăn thắng cố ấy. Ở xuống chợ ăn thắng cố đấy nha. Rồi chào tất cả anh em đang xem nha. Anh em đến lâu chưa? Lấy lúc rồi. À đến đến chiều, từ chiều rồi à? À. À đây mình theo đây mình thấy có ông bác này chắc là vừa uống rượu xong hay sao ấy. Ôi, ngủ say luôn, không biết gì luôn mọi người. Bây giờ chắc là có tiểu rồi. Ở bên này có một nhóm nhảy. Mình sang xem nhá mọi người nhá. Đây chắc là nhóm nhảy aerobic thôi, không phải nhóm nhảy tự do đâu mọi người. Càng về chiều thì mình càng thấy nhiều người đi hội mọi người. Ở đây mình thấy các ông bạn nước ngoài này sao lại đen tủi đen túi này. Wow, ông này chắc là người Việt Nam. Ghana. Ông bạn là người Ghana mọi người. Thank you.
Đây là mình thấy toàn là ẩm thực này mọi người. Nước các kiểu. Không hát xì à các chị ơi? Đó đi, hồ đi. Cái gì đây? Cái chè đá. Miễn phí hả? Cứ tưởng là miễn phí. Thế không nhảy à? À. Một lễ hội mùa hè rất là nắng nóng mọi người, không phải là hội xuân nữa. Hôm nay cây được nhiều chưa? Chưa. Hiện tại mình đang đi trên cây cầu dân bản địa còn gọi là cây cầu mới mọi người ạ. Và dưới cây cầu là chính là con sông Kỳ Cùng. Ở đây đang có tiết mục gì đây? Mình vào xem mọi người. Có tiết mục gì đấy bà ơi? À, đang hát then. Đang hát then. Đây mọi người đang hát then. Phải các cô chú chúc chung tuổi thôi. Quay được mấy video rồi? Một. Cái này dạt khói rồi.
Thank you.